Rồi, chào anh em nha. Chia sẻ anh em một phô chuối bắt cầu nha anh em. Bắt cầu rất đẹp anh em. Tổng 230. Mình tổng 230. Đó thằng lớn này. Đó cầm luôn. 100. Cầm luôn quanh đó 100 nha anh em. Cái bờ này nó nặng 3 người bê nha anh em nha. Cái quanh thân cao là 75. Cao 1m6. Rồng đớ 1m5. Cây bắt cầu rất đẹp nha anh em. Cây bắt cầu rồi nè. Đây có nhì đá nè. Trên thân cao đây cũng có hoàng nhì lúc tu thân luôn. Qua đây. Cây cốt rất là già nha anh em nha. Bắt cầu chạy cầu rồi nè. Cái này trọng lượng nó nặng rơi vào chắc cỡ tầm là 150 kg nha anh em. Rồi anh em nào yêu mến thì giao lưu nha. Chào anh em.